Món bánh kẹp Cuba thường được gọi là Cubano là một loại bánh sandwich đặc trưng trên những chiếc xe bán thức ăn. Được chế biến với thịt lợn quay và dăm bông kẹp giữa các lớp phô mai và dưa chua. Đó là một bữa ăn hoàn hảo để mang đi đường. Công ty nấu ăn chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước chuẩn bị một chiếc bánh sandwich Cuba tuyệt hảo tại nhà nhé!
bắt đầu buổi sáng của bạn với món ăn tươi mới này nha. Bánh kẹp trứng mayo có thể chuẩn bị dễ dàng với những nguyên liệu cơ bản trong nhà bếp. Tất cả những gì bạn cần là vài lát bánh mì nướng, trứng luộc, sốt mayonnaise và lá oregano. Công thức bánh kẹp tuyệt vời này hoàn hảo cho những bữa sáng, bữa tiệc, họp mặt hoặc thậm chí là những chuyến đi đường dài. Tham gia cùng công ty nấu ăn nhé, để chúng tôi hướng dẫn bạn từng bước một làm món bánh kẹp trứng mayo dễ dàng và ngon miệng này. Thank you.